chào các bạn Bây giờ là 17 giờ 5 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 Tức ngày 25 tháng 3 năm Quý Mão Cây dưới này mình đào trên nhà mẹ vợ mình hôm 13 tháng 3 năm 2022 Đến hôm nay là 14 tháng 5 Vậy là được 1 năm 2 tháng một ngày. Mình đã tạo xong cái form của cây các bạn ạ Mình đang làm dở Thì về lấy điện thoại quay lại để chia sẻ với anh em mới chơi Mới chơi Vậy là một năm Hai tháng một ngày Mình đã tạo xong cái form cái khung Vậy đây là cái kỹ thuật làm cây ăn liền Theo kiểu mì ăn liền luôn Chúng ta cứ tạo form tạo khung Sau đó chúng ta lại tiếp tục cắt giật Cắt ruột lại Và nuôi cành mồi để cây nó nhanh chơi còn nếu anh em cứ nuôi từng cút một, cắt giật từng cái một thì không biết bao giờ mà có cây chơi. Làm thế này, vừa có cây chơi ngay, đồng thời để kỹ thì lâu nó vẫn thành cây kỹ mà thôi. Đây là mình làm mình còn bỏ bớt. Còn nếu như các anh em mà các bạn muốn cây nó, mình uốn xong cái form mà muốn cây lớn nhanh thì mình để tất cả những cành răm này mọc tươi dài nhé. nên bỏ tương dài này Mình bỏ bớt để mình tập trung vào những nhánh chính của nó. Ví dụ như nhánh này mình cắt nhưng mình vẫn để dư đây mình để dư ra một chút để nhánh chính để phát triển còn nếu các bạn muốn phát triển nữa thì các bạn cứ để cành này tươi dài Như bây giờ mình tập trung nhánh này bởi vì form của nó bắt đầu hình thành còn để cây nó phát triển nữa thì chúng ta cứ cắt cành chính nhưng cho để cành mồi dài với cành này đây và đây cây này trước là cành nó đến đây thôi nhưng mình nuôi ngọn được một năm nó to bằng tầm ba phân rồi thì bây giờ mình dùng đục mình đục bớt cái này đi Rất đẹp còn những cái u cục này này chúng ta đừng cắt sát, chúng ta vẫn để cành ra ngoài để nuôi một chút, nó nuôi cái lá răm răm con con, về sau cây nó thành phẩm nó tạo thành những nốt sần con con, Những nốt sần nhỏ và nó không chết, cành đang bỏ cành này chúng ta phải nuôi thì nó thành cục đây. còn mình ví dụ như là điển hình để nuôi cành răm, cành mồi, ăn à, nuôi cành mồi cho cây nó lớn cành lớn nhanh, đây là cách làm của mình đây. cây này rất có hiệu quả, nếu như đây là cái cây ăn quả của mình hết năm nay mình bỏ đi thì lớn cực nhanh. Ví dụ mình chỉ trồng nửa năm sau khi cây phát triển Khi cây ổn định là cây sống nhá Là bắt đầu mình uốn rồi Như là các bạn quan sát cây kia thì Cây kia một năm mà Thì nửa năm mình đã uốn rồi thì Cây này cũng thế Mình nửa năm mình đã uốn xong cái form của cây Nhưng mà nó dài như cái dây ấy Như cái dây điện đấy Cây nó mảnh 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 mai yếu đuối Và bắt đầu mình nuôi cành mồi Ví dụ nuôi cành này Cành này to như ý của mình mong muốn Thì bắt đầu mình cắt cành đi Mình nuôi tiếp cành này Đây và hết cái này đi bắt đầu nuôi cành này tương tự như vậy mình nuôi lần lượt đây ví dụ thế các bạn quan sát cái cành này đây mình ấn sau đây nhá nhưng mình nuôi cành mồi đây để to sau khi to xong mình nuôi tiếp những cành sau đây chính là kỹ thuật làm cây của mình chỉ cần cây nửa năm chúng ta cũng có thể có cây chơi Đấy, nửa năm rồi thì cây sống ổn định cái đã thành form cây ngay nhưng nó trở nên rời rạc à nó mỏng mảnh nó yếu đuối còn nếu các bạn mà làm theo kiểu tất kiệm nữa theo kiểu như cây tán tùng ấy tận dụng tất cả các cành thì nó thành cây luôn, nhìn từ xa thành một cây rất đẹp. Nhưng cành nó nó nhỏ, nó mỏng mảnh, nó chưa côn. Thì chúng ta nuôi cành mồi như này. Đấy. Chia sẻ cùng anh em và các bạn mới chi cây, Còn các bạn chi cây lâu thì mình cũng mới tập chơi thì các bạn xem cho vui thôi. Cảm ơn các bạn nhé. Mình dừng video tại đây.